Thưa cha. À. Thưa mẹ. Thưa lão gia. Thưa phu nhân. Dương Giải Nguyên. Cẩn thận, cẩn thận. Con bị sặc rồi. Huệ Nhi, mau dìu tiểu thơ về phòng nghỉ đi. Dạ. Mời tiểu thơ. Thanh Bình à, con thấy nó có thay đổi không? Tố Trinh bây giờ so với con bé thắt biếm hồi nhỏ hay ăn hiếp con, thật là không giống nhau chút nào. Phải vậy không? Con... Thời gian qua mau. Nhớ lại mới hôm nào, lúc cha con dắt con rời bỏ quê nhà đi nhậm chức. Con mới lớn chừng này thôi. Chỉ có điều ta nhìn kỹ lại con. Nhưng mà... Nè, Thanh Bình à. Ta nhìn tướng mạo của con so với nãy Nguyên năm đó thật không giống nhau chút nào. Nói không chừng Thanh Bình lớn lên nó giống mẹ. Cũng có thể đó. Năm đó nãy Nguyên bị giáng chức, mấy mươi năm bạc vô tin tức. Ta vẫn cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại gia đình họ nữa. Đúng vậy. Thật không ngờ hôm nay ta vẫn còn gặp lại con trai của ông ấy. Thanh Bình à, cha mẹ con vẫn khỏe chứ? Dạ. Cha mẹ con đã qua đời cả rồi. Qua đời rồi à? Việc đời nhiều đổi thay. Mười mấy năm trời biệt ly, sự đời thấy điều không. Nhưng có đứa con như vậy, tôi nghĩ họ cũng sẽ yên lòng nhắm mắt. Phải. Thanh Bình à, ta có điều này, xin con hãy lượng thứ. Lúc cha mẹ con còn sanh tiền, có giao lại cho con tín vật mà năm xưa lấy làm chỉ phúc giao hôn hay không? Nhanh lên tiểu thư. Tiểu thư ngồi xuống đi. Em cười cái gì? Em cảm thấy cô già mà chúng ta vừa gặp thật là kiệt xuất đó. Vậy sao? Ta thì không thấy như vậy. Em có thấy cử chỉ hành động quá ư là quê mùa phải không? Chỉ có một ly trà thôi, vậy mà anh ta ôm lấy cả buổi trời. Đủ thấy chí khí anh ta thật là nhỏ bé. Tiểu thơ, tiểu thơ đừng có đòi hỏi cao như vậy có được không? Em nghe nói sau khi cha của huynh ấy bị giáng chức, gia cảnh nhà họ rất là thanh bần. Vì vậy huynh ấy có những cử chỉ hành động đó cũng là điều tất nhiên thôi. Tiểu thơ, tiểu thơ hãy nghĩ đến mặt tốt đi. Đó cũng là cách biểu hiện sự yêu thương chúng sanh đó. Nhưng mà ta cho là không phải như vậy. Em xem, Đào Quyên Minh là nông dân sống ở núi Trung Nam. Cuộc sống của ông ấy có nghèo khổ không? Nhưng mà em xem, văn chương của ông ấy rộng rãi, phóng khoáng. Đào Quyên Minh. Tiểu thơ, tiểu thơ lại nói đến những người mà em không biết rồi. Tiểu thơ, vì cô gia đó có thể nói là cặp mắt của cô ấy không lúc nào rời khỏi tiểu thơ. Theo như em thấy, cô gia nhà ta rất là thích tiểu thơ đó. Ta thấy em cứ luôn miệng khen hắn không dứt. Vừa nhắc đến hắn, ta thấy mắt của em sáng lên. Có phải em thích hắn không? Tiểu thơ. Cho nên bận rộn vì những chuyện nhỏ nhặt mà quên đi sự kiên trì theo đuổi mục tiêu vĩ đại. Chớ vì ham muốn lợi ích trước mắt mà quên tìm cầu sự an lạc mãi mãi. Tập 2. Thưa đại nương, xin cho tôi hỏi thăm đường nào đi đến vườn nha môn vậy? Thưa đại thúc, đến vườn nha môn phải đi đường nào vậy? Tôi không biết, tôi không biết. Đừng có hỏi. Đại thúc, thôi. Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Sao thủ cấp treo đầy cột? Ai nấy đều có vẻ sợ sệt. Hỏi thăm đường đến quỷ nha môn thì vị đại nương đó sợ như là chuột sợ mèo, hoảng hốt bất an vậy. Thưa quan sai, xin hỏi mấy hôm trước có phải là Quyền lão gia đã cứu sống một thanh niên hay không? Hắn là thư đồng của tôi, cũng là huynh đệ tốt của tôi đó. Thư đồng hả? Đúng vậy, mấy hôm trước chúng tôi gặp phải bọn cướp nên lạc nhau. Không biết bây giờ hắn có bình yên hay không? Làm phiền quan sai giúp tôi báo lại một tiếng để tôi được gặp mặt hắn. Người người tên gì? Dương Thanh Bình. Dương Thanh Bình. Được rồi, người theo ta. Xin đa tạ. Bẩm đại nhân, có chuyện gì? Người nói cái gì? Vậy hắn nói hắn tên họ là gì? Hắn nói hắn tên là Dương Thanh Bình. Dương Thanh Bình, đầu giải nguyên của kỳ thi hương à? Dạ, thưa đại nhân. Giờ lại đến một Dương Thanh Bình nữa. Kim Hổ, người nói thử xem, trên đời này có khi nào có hai người tên là Dương Thanh Bình cùng đầu giải nguyên không? Không đời nào. Đúng vậy, cho nên trong đó nhất định có một người là giả mạo. Được, được, được lắm. Ở nơi khác ngươi lừa ai ta cũng mặc kệ, nhưng mà nếu ngươi dám lừa dối ở nơi ta cai quản thì ta sẽ nghiêm trị. Sai, Quyền Nha Môn quả thật vừa mới cứu được một thanh niên trong tay của bọn cướp. Hình dáng của hắn cũng giống như người mà ngươi miêu tả vậy. Hiện giờ hắn khỏe không? Tôi có thể gặp hắn được không? Chuyện này bây giờ tôi có thể gặp hắn được không? Ta thấy cậu thiếu niên này phong thái hiên ngang, lại thêm tấm chân tình nóng lòng muốn gặp người của hắn ta, xem ra không phải là giả. Để ta thử hắn xem. Ngươi tên là Dương Thanh Bình à? Ngươi đậu giải nguyên năm Bính Tuất phải không? Dạ phải. Một giải nguyên trẻ tuổi như vậy thật là hiếm, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Đa tạ đại nhân quá khen. Chỉ có điều ta có nghe Lưu đại nhân coi thi nói qua, nói là ngươi rành rẽ các sách lược văn chương, chỉ ra những điểm sai một cách công bằng khách quan. Việc hiếm có hơn là trình bày cách thức làm chính trị lấy xưa rồi nay, hơn cả người xưa, lại không hình thức câu nệ mà có ý mới. Lưu đại nhân xưa nay chưa từng khen người, nhưng hôm đó ông ta đã khen ngươi cả ngày. Phần trình bày về sách lược đó là lý tưởng trong lòng của Thanh Bình. Nếu cho Thanh Bình cơ hội thì Thanh Bình sẽ hết lòng cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Ngươi rất có chí khí. Ngươi thường làm quan để cầu sự vinh hoa phú quý của cuộc đời, còn tôi thì không phải như vậy. Theo ý tôi, nếu được vào chốn triều đình làm việc là một lý tưởng trị nước vì dân. Tôi bằng lòng vì vậy mà dâng hiến cả cuộc đời.
Xem ra ngươi cũng giống như ta mười mấy năm về trước vậy. Lúc đó, ta có chí hướng thượng hơn người. Chí khí của ta có thể nói là không thua ngươi chút nào. Nhưng mà khi người ta sống lâu, thì người ta sẽ nhượng bộ với hiện thực. Chúng ta phải có sự trải nghiệm về những sự cố bất ngờ khó hiểu. Những kinh nghiệm này thường ấn chứng cho sự ngây thơ vô tri trong lòng của mình. Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa. Nào, lại đây, lại đây. Ngươi qua đây tao nói cho mà nghe. Nếu như hôm nay ngươi thi đỗ trạng nguyên, được địa vị cao, thì ngươi dùng cách nào để giúp cho hoàng thượng trị quốc đây? Dùng ân đức trị quốc. Dân là gốc của nước. Không tự nói, trời nghe từ cái nghe của dân, nhìn từ cái nhìn của dân. Nguyễn Cẩm Nang chính sự thông dụng có nói, chính sách phù hợp nhất là lo cho dân trước. Nhìn về góc độ lịch sử, tình hình chính trị các nước thời Xuân Thu thường dùng hình thức giảm nhẹ tô thuế. Nếu không có người hiền tài như Hán Giang Đế thì đâu có thể thành tựu Hán Vũ Đế nối nghiệp hùng bá một phương, cho nên nên dùng ân đức để trị quốc. Còn nói về hình pháp, cách nhìn của người thế nào? Nói về hình pháp thì nên giảm bớt hình phạt. Giảm bớt hình phạt à? Đúng vậy. Bộ hình ngục phải hết sức thận trọng, chú trọng việc giảm hình phạt. Nhưng có hai thứ phải nên răn đe. Thứ nhất là điều tra phải nghiêm, xử lý phải minh. Xét tội người, xử phạt người, không nên dễ dãi hay quá khắt khe. Tuy là như vậy, nhưng cũng không thể giống như Đường Thái Tông, xử tội tha tội, quản tội tạo tiếng thơm. Làm như vậy đối với ngục chánh, quả là không biết thận trọng. Bị cười chê là lạm thí ân đức chạy theo danh vọng. Quan được. Chính sách mà ngươi chủ trương dùng ân đức để trị quốc, rộng lượng với dân, về hình pháp thì chủ trương giảm hình bớt phạt, trình bày tuy hay nhưng lại dễ rơi vào hiện tượng nói suông. Ví như bản thân của ta đây, theo như ta thấy thì con người tánh vốn ác, nếu cai trị họ bằng ân đức thì sẽ làm cho bá tánh sanh tâm khinh mạng đối với luật pháp. Việc giảm hình bớt phạt sẽ càng làm cho họ không biết sợ là gì, mặc tình làm ác. Chúng ta thử nhìn các quan giám sát qua các triều đại, rất là chấp hành luật pháp, quản lý nhân dân rất hà khắc. Tuy bên ngoài có vẻ như là yên ổn, nhưng chỉ trị tướng chứ không trị tánh. Trên cơ sở tu đức hành thiện, giáo hóa nhân dân, có những vị quan bị mất chức hoặc chết mất, hiệu quả cai trị của họ không chỉ mất đi mà còn để nhân dân phải chịu áp bức quá lâu. Cái tính cách sai lầm bạo phát qua một lần hành động, ngược lại sẽ tạo thành mầm loạn lớn hơn. Tại sao ngươi lại gạt tên ta ra khỏi danh sách thi hội vậy? Ngươi chạy cho đâu? Vậy ngươi cho rằng phải làm thế nào mới là đúng đây? Tôi cho rằng lớn đối xử phải tận tụy, nhỏ phụng thờ phải cúc cung. Chỉ cần bậc làm quan hết lòng chăm lo cho dân, hết lòng dạy dỗ dân, thì người dân nào mà thọ nhận tấm lòng thành của vị quan ấy, họ sẽ thành tâm báo đáp lại. Sở dĩ họ dùng hình pháp nghiêm khắc để trị dân, có phải là do họ quá bất tài, không thể dùng đức để trị dân không? Đúng vậy. Tại sao ngươi lại gạt tên ta ra khỏi danh sách thi hội vậy? Ngươi dựa vào đâu? Có phải là ta không có giỏi không? Tại sao ta không thể làm trạng nguyên được hả? Tôi vừa thông minh nhưng lại mang tâm trạng quán giận thế thục. Người chủ trương nghiêm giữ hình pháp, đối xử khắc cho dân, không đáng là một quan tốt. Người nhớ cho kỹ, lớn đối xử phải tận tụy, nhỏ phụng thờ phải cúc cung. Người phải thật lòng vì dân mới có thể làm quan được. Hồ Tĩnh là gì của ngươi? Là ân sư của tôi. Tuy chỉ có duyên gặp mặt vài lần, nhưng chuyện trò rất hợp ý. Hồ đại nhân có thể nói là một vị quan tốt, công chánh liêm minh. Đúng vậy, giảng sanh rất là khâm phục. Nếu như không chê thì hãy tạm nghỉ lại quyện nha này vậy. Nhưng mà còn thư đồng của tôi? Tuy ta và ngươi chuyện trò rất hợp ý, nhưng việc thật giả có liên quan đến giải nguyên đương triều và bọn phỉ tặc cướp bán, ta cũng không được tùy tiện để ngươi nhìn nhận thân phận này. Ta nói thật cho ngươi biết,
kể từ khi gặp bọn cướp đến nay, hắn bị thương vẫn chưa khỏi hẳn. Đợi khi hắn tạm ổn, ta sẽ tra xét lại hắn, rồi mới sắp đặt cho hai người gặp mặt. Vậy thì giáng sanh cầu mong đại nhân sớm sắp đặt. Kim ở đâu? Mời. Được rồi, ở đây nè. Quyện nhà này không đủ người phục dịch, vì vậy cũng không có người nào đến hầu hạ người. Nếu có việc gì, người cũng qua phòng bên kia tìm ta. Xin ra tại Hoa Sai. Bây giờ ta không làm phiền người nữa. Vậy thì Hoa Sai đi từ từ. Tìm thấy Trương Tùng rồi. Có điều là Trương Tùng bị trọng thương chưa khỏi. Nguyện cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho Trương Tùng bình an vô sự. Ra trong mắt của tên tiểu tử này, ta chỉ là tên quan ác chỉ biết trị dân bằng pháp khắc khe. Ô Tĩnh là gì của ngươi? Là ân sư của tôi. Tuy chỉ có duyên gặp mặt vài lần, nhưng chuyện trò rất hợp ý. Ô Tĩnh là ân sư của hắn. Nếu để tên tiểu tử này lên kinh thi đậu trạng nguyên, thì sau này chức vụ quan trọng nhất định có phần của hắn. Và đợi đến lúc đó, hắn và Hồ Tĩnh liên kết làm một, mà Hồ Tĩnh thì lại có cái nhìn thiên kiến và hận ta. Sau này biết ta có còn có được sống không? Không được. Không thể để việc này xảy ra. Không thể để lịch sử tái diễn. Lần này ta nhất định phải nắm giữ vận mạng của mình. Kim Hổ, dạ đại nhân. Tên Dương Thanh Bình này ngươi sắp đặt xong chưa? Rồi, thưa đại nhân. Lúc trước có phải tên Dương Thanh Bình này cũng do ngươi cứu về từ trong tay của bọn cướp không? Phải, thưa đại nhân. Theo lời khai của bọn cướp, có chém một người nữa một đao, rơi xuống vực thẳm. Người nói thử xem, theo lý thường suy đoán, cơ hội sống sót có cao không? Người hiểu ý của ta được chưa? Tục ngữ nói rất đúng, tri nhân tri diện, bất tri tâm. Nhất là những người bên ngoài ra vẻ tốt, thì chúng ta cần phải chú ý hơn. Huống hồ vì việc này có liên quan đến giải nguyên đương triều, nên chúng ta cần phải đề phòng hơn, để không bị đồng nghiệp chê cười. Dạ đại nhân, Kim Hổ hiểu rồi. Hiểu rồi thì tốt. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, ngươi phải đặc biệt chú ý đến tên Dương Thanh Bình này. Đặc biệt là chú ý đến thân phận của hắn trước kia. Nhất định không để cho hắn và Dương Giải Nguyên của Điền Phủ gặp mặt nhau, để tránh bức mây động trần, làm hỏng cơ hội phá án của bổn quan. Ngươi nghe rõ chưa? Rõ thưa đại nhân, Kim Hổ đã rõ. Ừ.
Này, Thanh Bình, lại đây, cạn chén gì ta? Tôi, chị lão gia, tôi... Mau qua đây, thấy không? Thế nào? Cảm thấy thế nào? Con thích loại nào? Loại này, loại mà có hương vị của hoa lài đó. Loại này? Vậy còn loại kia? Cũng được lắm. Cũng được. Con đã uống thử chưa? Đây là loại công trà thượng hạng. Khi pha lên có màu trắng, được chế biến từ những chiếc lá non mềm mại nhất mà chỉ ở đỉnh núi Võ Gì mới có, có tên là Liên Tâm. Loại trà mà cha con thích nhất. Còn loại này tuy cũng là loại trà quý hiếm, nhưng so với trà Liên Tâm thì còn thua xa. Phải, cha con rất giỏi về trà đạo, thầy con kế thừa cha con. Lẽ nào ngay cả trà ngon hay dở con cũng không phân biệt được hay sao? Việc này không thể trách con. Cha con khi xưa bị biếm chức đi đến một nơi xa như vậy, chắc cũng đã trải qua một cuộc sống rất là khó khổ.